Phương Vũ Thu. Rất hay, Đức Đen. Rất hay và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ top group. Và đây góp Phương Vũ Thu đã cho đến 3 cầu thủ cùng bên trái ăn bánh trôi. Hơi thiếu tập trung của cầu thủ Xe Lê Dương và thiếu chút nữa họ đã phải trả giá. Bùi Ngọc Long, vẫn là Bùi Ngọc Long. Đó là Bùi Ngọc Long. Và xử lý xuất sắc của cầu thủ đeo áo số 18. Và nỗ lực cá nhân tuyệt vời của anh đã đánh. Và có vẻ như họ đang có dấu hiệu sung sức rất tuyệt vời. Quá hay. Dứt điểm. Không được. Quốc Huy rất hay. Đường chuyền Thành Baluda. Lại là một tình huống ngả người bắt bóng nhưng chưa chính xác từ Thành Baluda. Quy Nhơn vẫn đang có rất nhiều cơ hội với một thế trận thực sự đang có phần vượt trội hơn. GMC vượt hit. Like và share nhịp đập iFủi và iFủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.